được người tiêu dùng cũng như nhiều chuyên gia đánh giá là ông vua của sản phẩm trắng da hiện nay. Nếu bạn muốn chăm sóc trắng da toàn thân từ sâu bên trong, bật tông nhanh chóng, bền vững lâu dài chỉ từ sau 21 ngày, thì viên uống trắng da Comi sẽ là lựa chọn hàng đầu bạn nhất định nên thử. Comi White hiện nay được người tiêu dùng cũng như nhiều chuyên gia đánh giá là ông vua của sản phẩm trắng da hiện nay. Và yếu tố tạo nên sự vượt trội, xứng đáng nhận ngôi vị dẫn đầu trên thị trường chính từ thành phần dưỡng chất đặc biệt có trong Comi White. Có thể nói, phía nhãn hàng cũng như các nhà nghiên cứu đã rất khôn khéo trong việc chọn lọc những cái thành phần tinh túy nhất để chăm sóc và nuôi dưỡng cho làn da trắng mướt từ sâu bên trong, để ứng dụng vào viên uống trắng da Comi White, ví dụ như L-glutathione, nano L-cysteine, vitamin C, collagen peptide, vitamin B3, D3 và E, chiết xuất củ mài, thiên môn trùm, acid hyaluronic. Trong đó, L-glutathione 40% chính là một tripeptide nội sinh. L-glutathione đã được các chuyên gia về da liễu tôn sùng là bậc thầy trong cái việc cải thiện các sắc tố melanin. Nó loại bỏ cấp kỳ những cái vết thâm nám tàn nhang và đồng thời cải thiện nếp nhăn, giúp cho làn da trở nên trắng mịn, căng sáng và ngày một khỏe mạnh. Đây là một cái chất dễ hấp thu qua cả dạ dày này, thành ruột nhất so với các cái hợp chất khác. Ngoài ra thì nó còn làm tăng độ ẩm cho làn da trắng hồng và nó còn là chất chống lão hóa một cách mạnh mẽ, hỗ trợ thải độc cho gan, đồng thời dễ dàng liên kết với các chất khác để phát huy tối đa các công dụng, cải thiện làn da một cách nhanh nhất có thể. Đặc biệt, hàm lượng L-glutathione trong viên uống trắng da Comi White là 2.500mg, cao hơn rất nhiều so với các cái sản phẩm khác cũng chứa glutathione trên thị trường. Hàm lượng 2.500mg được nghiên cứu là vừa đủ cho thể trạng của người Việt Nam. Và khi kết hợp cùng với ilectin, nó sẽ giúp tăng tính đàn hồi cấu trúc của da. Thành phần tiếp theo là nano L-cysteine, cũng là một thành phần hỗ trợ làm trắng da rất tốt và vô cùng đắt đỏ cũng như L-glutathione. Trong viên uống trắng da Comi White có chứa hàm lượng L-cysteine 500mg và đây cũng là một hàm lượng cao so với các cái dòng sản phẩm trắng da trên thị trường. Và khi sử dụng Comi White có L-cysteine thì các hoạt chất sẽ xâm nhập nhanh chóng vào sâu trong từng tế bào melanocyte. Sau đó, L-cysteine sẽ phản ứng ngay lập tức với các hoạt chất dopaquinol, chính là tiền chất của melanin, và nó tạo ra hợp chất cysteinin dopa. Và dưới tác động của cái quá trình này thì làn da sẽ dần được chuyển hóa và đào thải các cái hắc sắc tố cũng như các cặn bẩn độc tố ra khỏi cơ thể. Và cùng với lớp sừng trên da, nó ngăn ngừa hình thành melanin. Nhờ đó, L-cysteine sẽ giúp trị sạm, nám, mụn trứng cá, phục hồi sự trắng sáng của làn da một cách nhanh chóng. Ngoài ra, L-cysteine còn là một tiền chất tham gia vào quá trình tổng hợp keratin, thúc đẩy tăng sinh tế bào mầm ở các cái vùng chất tạo sừng, làm dày lớp biểu bì, tạo thành tấm khiên chắc chắn để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB và các cái tác nhân gây hại khác. Nó gia tăng khả năng chống nắng nội sinh, hạn chế tình trạng rám nắng, cháy nắng. Bên cạnh đó, một trong những thành phần bổ trợ làm trắng da không thể không nói đến chính là vitamin C. Vitamin C nắm giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chuyển hóa glutathione. Và nó là một chất xúc tác để giữ cho L-glutathione có thể duy trì ở dạng dễ hấp thu, đồng thời làm trôi đi các glutathione bị oxy hóa mà nó không thể hòa tan trong quá trình hấp thu. Hơn hết, vitamin C giúp ngăn chặn lão hóa da sớm, làm mờ vết sạm, nám trên da, đồng thời nó chữa lành các cái sẹo lõm, tái sinh da sau cái quá trình bị mụn, tạo độ đàn hồi cho da săn chắc, ức chế tăng tiết bã nhờn, hỗ trợ xe khít lỗ chân lông, kích thích cơ thể sản sinh collagen giúp cho da luôn sáng mịn, căng bóng, đàn hồi, chống oxy hóa cao và đặc biệt cải thiện làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, trong Comi White, hàm lượng vitamin C được chiết xuất 100% từ quả cam tươi. Nó được cung cấp trong một ngày sẽ tương đương với cung cấp 1 ly nước cam vào cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra thì trong Comi White còn có chứa những thành phần khác, ví dụ như collagen peptide, acid hyaluronic, elastin. Nó sẽ thúc đẩy hoạt động của tế bào, giúp tái sinh biểu bì da, tái tạo làn da bị hư tổn lâu ngày, chống lão hóa và tăng cường độ ẩm, độ đàn hồi, giúp cho làn da luôn căng bóng. Các loại vitamin như B3, D3 và E sẽ gia tăng khả năng hấp thụ collagen, đồng thời giúp cho làn da trắng sáng, mịn màng hơn.
chiết xuất thiên môn trùm và chiết xuất củ mài thì giúp cân bằng nội tiết tố nữ, cải thiện sinh lý nữ, trẻ hóa tử cung và ngăn ngừa u xơ tuyến vú, làm giảm các cái triệu chứng bất lợi của thời kỳ mãn kinh, ví dụ như khô âm đạo, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, teo âm đạo. Và đặc biệt chiết xuất này rất an toàn, không gây tác dụng phụ như là cách bổ sung trực tiếp nội tiết. Với sự tương tác và hòa hợp những thành phần dưỡng chất tinh túy nhất cùng công nghệ nano elastin tiên tiến và độc quyền từ Nhật và dây chuyền sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP đã góp phần gia tăng hiệu quả dưỡng trắng gấp 5 lần, an toàn tuyệt đối. Điều này giúp cho Comiwai đạt được chứng nhận FDA của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, đồng thời đã đưa Comiwai trở thành siêu phẩm giúp cho làn da trắng hồng, bật tông từ 3 đến 5 tông chỉ sau 21 ngày. Và mọi người nên lưu ý một điều, Comiwai sẽ giúp làn da trắng sáng từ sâu bên trong, da trắng sáng đều toàn thân, bật tông da thật, không hồi tông. Đây chính là hiệu quả vượt trội mà các chuyên gia đánh giá rất cao ở Comiwai. Không phải trắng ảo, ngừng sử dụng da là hồi, đen sạm trở lại. Bên cạnh đó, sử dụng Comiwai bạn sẽ nhận được đa tác dụng tuyệt vời, không chỉ mang lại làn da sáng hồng, căng mịn, hết thâm, nám sạm, mà còn được những lợi ích. Comiwai hỗ trợ chống nắng sinh học, tăng cường khả năng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại của ánh nắng mặt trời, giúp giảm thâm mụn, giảm thâm nám, sạm da, ngăn ngừa quá trình lão hóa, trẻ hóa tế bào, cải thiện độ đàn hồi của da, cải thiện suy giảm nội tiết tố, tăng cường sức đề kháng. Rất nhiều ưu điểm, lợi ích tuyệt vời mà Comiwai mang lại. Comiwai là dòng viên uống trắng da giúp bật 3-5 tông da chỉ từ sau 21 ngày. Nó được dành cho cả nam và nữ có làn da ngăm đen, thiếu sức sống, người có làn da không đều màu từ nhỏ và những người sở hữu làn da có nhiều tàn nhang, đốm nâu, sạm màu, không mềm mượt, có nhiều nếp nhăn, chân chim, da thiếu tính đàn hồi và chảy xệ. Da ngăm đen muốn dưỡng trắng cấp tốc thì mọi người nên ưu tiên dùng viên uống trắng da Comiwai. Hoặc là những ai da trắng nhưng muốn trắng sáng rạng rỡ hơn, muốn sở hữu làn da mượt mà hoặc là mong muốn bảo vệ làn da ngăn ngừa hắc sắc tố melanin hình thành. Những ai có làn da khó trắng đã dùng nhiều biện pháp làm trắng da nhưng không thành công. Nếu bạn là một trong những cái trường hợp trên thì đều có thể dùng viên uống trắng da Comiwai. Sản phẩm rất thích hợp cho người ăn kiêng, ăn chay vì không chứa thành phần gây tác dụng phụ, tăng cân lên người dùng. Vì vậy, để sở hữu làn da sáng hồng, bật tông nhanh, lâu dài, bạn chỉ cần sử dụng Comiwai đúng, đủ đều với liều lượng 2 lần, mỗi lần một viên sau khi ăn sáng và ăn trưa. Bên cạnh đó, để gia tăng hiệu quả và nuôi dưỡng làn da, các bạn hãy sử dụng thêm kem chống nắng Comisan. Đây là bộ đôi trong uống ngoài thoa, nó có khả năng gia tăng hiệu quả gấp 5 lần, giúp cho làn da trắng sáng, bật tông. Viên uống trắng da Comiwai được bào chế dưới dạng viên nang nên rất dễ sử dụng. Vì vậy, nếu bạn đang cần cải thiện cấp tốc làn da nhiều tàn nhang, đốm nâu, da sạm màu, nhiều nếp nhăn, da không đều màu từ nhỏ, xuất hiện lão hóa sớm, chảy xệ, kém săn chắc và mong muốn tái sinh làn da trắng hồng tự nhiên thì đừng bỏ qua cơ hội sở hữu Comiwai vì sản phẩm đang là xu hướng làm trắng da tuyệt vời mà các chị em đang ưu ái lựa chọn.